Quyển 21 thứ 13 Thanh Văn Địa. Phần đầu Du Giả Sứ Trùng Tánh Địa thứ 1. Như vậy đã thuyết Tu Sở Thánh Địa, sao gọi là Thanh Văn Địa, hợp chung tất cả Thanh Văn Địa, Thanh Văn Địa. Ốt Đà Nam nói: nếu lược thuyết địa đây, tánh thảy số thủ thú như thích hợp an lập thế gian xuất thế gian. Địa đây lược có 3 là trùng tánh thú nhập và xuất ly tưởng địa, đây thuyết là Thanh Văn. Sao gọi là trùng tánh địa? Ốt Đà Nam nói: nếu nói lược tất cả, nên biết trùng tánh địa là tự tánh an lập các tướng số thủ thú. Đó là một tự tánh trùng tánh, hai an lập trùng tánh, ba sở hữu các tướng của người trụ trùng tánh, bốn bộ đặc giả là trụ trùng tánh. Hết thảy như thế lược chung là một, gọi là trùng tánh địa. Một trùng tánh là bộ đặc giả là trụ trùng tánh có pháp trùng tử. Bộ đặc giả là an trụ trùng tánh do hiện hữu, nếu được gặp duyên thủ thắng, bèn có khả năng phạm nhiệm, bèn có thế lực năng đắc năng chứng niết bàn. Hỏi trùng tánh đây có tên gọi sai khác gì? Đáp: hoặc gọi là trùng tử, hoặc gọi là giới, hoặc gọi là tánh, đây là tên gọi sai khác. Hỏi: này trùng tánh đây lấy gì làm thể? Đáp: nương nơi thần sở y, có tướng như vậy nhiếp thuộc sáu xứ, lẽ pháp có được đây là từ đời vô thỉ chuyển 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 lại đến nay, do nơi sự thành lập mà có các tên gọi sai khác, đó là trùng tánh, trùng tử, giới tánh, đây gọi là trùng tánh. Hai, an lập trùng tánh, nên hỏi rằng này trùng tánh đây nên nói là thô hay nên nói là tế? Nên đáp là tế, vì cớ sao? Do trùng tử đây chưa thể cho quả, chưa tập thành quả nên nói là tế. Nếu đã cho quả, đã tập thành quả, bây giờ trùng tánh hoặc trùng hoặc quả đều nói là thô. Hỏi: trùng tánh như thế nên nói rơi vào một tương tục hay rơi vào nhiều tương tục? Đáp: nên nói rơi vào một tương tục, vì cớ sao? Giả sử pháp khác tướng cầu hữu mà truyền, thấy trùng trùng kia tương tục, trùng trùng lưu truyền, mỗi mỗi riêng khác, trùng trùng như thế chẳng phải có tướng riêng khác so với sáu xứ, tức ở nơi trùng loại như vậy. Phần vị của sáu xứ vượt trội hơn, lẽ pháp có được đây là từ đời vô thỉ truyền 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 lại đến nay, có tưởng như vậy, và dùng ngôn thuyết gọi là trùng tánh, trùng tử, giới tánh, cho nên nói là rơi vào một tương tục. Hỏi: nếu bồ đặc giả la trụ trùng tánh có pháp niết bàn, thì vì nhân duyên nào bồ đặc giả la có pháp niết bàn đây mà từ xưa đến nay trường thời lưu truyền không bát niết bàn? Đáp: do bốn nhân duyên không bát niết bàn. Những gì là bốn? Một, vì sanh không nhàn hạ; hai, vì lỗi phóng dật; ba, vì hành tà giải; bốn, vì lỗi có chướng ngại. Sao gọi là sanh không nhàn hạ? Như có người sanh nơi biển địa và sanh trong dòng tộc thấp hèn hạ tiện, nơi không có các bậc chánh trí thiện sĩ và bốn chúng hiền lương du hành qua lại, đây gọi là sanh không nhàn hạ. Sao gọi là lỗi phóng dật? Như có người tùy sanh ở giữa đất nước, lại không phải thuộc dòng tộc thấp hèn hạ tiện, nơi có các bậc chánh trí thiện sĩ và bốn chúng hiền lương đều du hành qua lại, nhưng sanh nhà hào quý đầy đủ tài bảo, nên sanh tham trước thọ dụng nơi các diệu dục, chẳng thấy tai họa, chẳng biết ra khỏi, đây gọi là lỗi phóng dật. Sao gọi là hành tà giải? Như có người tùy sanh ở giữa đất nước, cho đến nói rộng như trên, mà có trùng trùng ác kiến ngoại đạo, khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, không có bố thí, nói rộng cho đến ta tự biết rõ, không có các đời sau, do kiến chấp ngoại đạo như vậy, lại thêm chẳng được gặp chư Phật xuất hiện nơi đời, không được các vạn lành nói chánh pháp, đây gọi là hành tà giải. Sao gọi là có lỗi chướng ngại? Như có người tùy sanh ở giữa đất nước, cho đến nói rộng như trên, được gặp chư Phật xuất hiện nơi đời, được gặp các bạn lành nói chánh pháp, nhưng căn tánh ngu độn ngờ nghệch, vô tri, lại thêm cầm ngọng, dùng tay thay lời, không đủ sức hiểu rõ pháp nghĩa của lời thiện hay lời ác, hoặc lại gây tạo các nghiệp vô gián, hoặc lại trường thời khỏi các phiền não, đây gọi là lỗi chướng ngại. Đây gọi là có lỗi chướng ngại. Như vậy gọi là bốn chủng nhân duyên, do nhân duyên đây tuy có pháp bát niết bàn mà không bát niết bàn. Nếu người kia được gặp chư Phật xuất hiện nơi đời, lắng nghe chánh pháp, có được sự thuận theo dạy dằn dạy trào, không mắc phải các nhân duyên trên, bây giờ mới có thể thành thục thiện căn, lần hồi cho đến đắc bát niết bàn. Bồ đặc giả la trụ tụ quyết định không pháp bát niết bàn, hoặc có gặp duyên hoặc không gặp duyên, khắp tất cả chủng loại thuộc tụ đây, số giáo chẳng thể đắc bát niết bàn. Hỏi: những gì gọi là duyên của pháp niết bàn mà nói vì khuyết vì không?
vì không hội ngộ nên không bát niết bàn. Đáp: có hai chủng duyên, những gì là hai? Một, thắng duyên; hai, liệt duyên. Sao gọi là thắng duyên? Là tăng thượng lắng nghe âm thanh người thuyết chánh pháp và bên trong như lý tác ý. Sao gọi là liệt duyên? Liệt duyên đây có nhiều chủng: a, tự mình viên mãn; b, người khác viên mãn; c, muốn thiện pháp; d, chân chánh xuất gia; e, luật nghi giới; f, luật nghi căn; g, đối với ăn uống biết lượng; h, đầu đêm cuối đêm thường siêng năng tụ tập tỉnh thức du giả; y, an trụ chánh biết; g, vui viễn ly; k, thành tịnh các cái; l, nương tam ma địa. À, sao gọi là tự mình viên mãn? Đó là khéo được thân người, sanh nơi thánh xứ, không khuyết các căn, tịnh tín thắng xứ, lìa các nghiệp chướng. Sao gọi là khéo được thân người? Như có người sanh độc phận trong cõi người, hoặc được thân trượng phu, thành tựu năm căn, hoặc được thân người nữ, như vậy gọi là khéo được thân người. Sao gọi là sanh nơi thánh xứ? Như có người sanh giữa đất nước, nói rộng như trước, cho đến các bậc chánh trí thiện sĩ đều du hành qua lại, như vậy gọi là sanh nơi thánh xứ. Sao gọi là không khuyết các căn? Như có người tánh không ngủ độn, không xuẩn ngốc, lại không cầm ngọng, nói rộng cho đến các chi phần cơ thể không bị thiếu, do kia chi phần không khuyết như vậy, như tài không khuyết, có thể tinh cần tu tập phẩm thiện, như vậy gọi là không khuyết các căn. Sao gọi là tịnh tín thắng xứ? Như có người ở nơi pháp lý đại gia của chư Phật Như Lai chánh giác đã thuyết, được tâm tịnh tín, như vậy gọi là tịnh tín thắng xứ. Nói thắng xứ vì pháp tỷ nại gia mà chư Như Lai chánh giác đã thuyết, năng sanh tất cả pháp bạch tịnh thế gian và xuất thế gian, trong pháp đây trước pháp khởi các tín thành tịnh tăng thượng mà hành, nên gọi là tịnh tín thắng xứ. Sau đường pháp đây năng trừ tất cả phiền não cấu uế ô trược. Sao gọi là lìa các nghiệp chướng? Là năng xa lìa năm nghiệp vô gián, hại cha hại mẹ hại a la hán, phá hòa hợp tăng, đối với Như Lai ác tâm làm chảy máu. Nếu có người gây tạo tăng trưởng năm nghiệp vô gián đây, trong hiện pháp chẳng thể sanh khởi thánh đạo, chuyển đắc bát niết bàn. Nếu có người trong hiện pháp chẳng gây tạo, chẳng làm một trong số các nghiệp chướng vô gián đây, gọi là lìa các nghiệp chướng, như vậy gọi là lìa các nghiệp chướng. Chỉ do đầy đủ năm chủng tri phần như vậy mới được gọi là tự thể viên mãn, do đây gọi là tự mình viên mãn. B. Sao gọi là người khác viên mãn? Đó là chư Phật xuất thế thuyết chánh giáo pháp kiểu trụ, pháp trụ tùy chuyển và được người khác thương xót. Sao gọi là chư Phật xuất thế? Như có người khởi ý vùi tăng thượng, muốn làm lợi ích khắp tất cả các loại hữu tình, nên tu tập muôn ngàn khổ hạnh khó hành, đoạn trừ năm cái, tâm khéo an trụ nơi bốn niệm trụ, tu tập 37 pháp bồ đề phần, trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp, tích tập rộng lớn hai chủng tư lương phước đức và trí tuệ, đạt được thân tối hậu thượng diệu, an tọa nơi tòa vô thượng bồ đề thủ thắng, hiện chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy gọi là chư Phật xuất thế. Chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều do như vậy gọi là xuất thế. Sao gọi là thuyết chánh giáo pháp? Chư Phật Thế Tôn xuất hiện nơi đời như vậy vì thương xót tất cả thanh văn nương bốn thánh đế khổ tập diệt đạo, tuyên thuyết chân thật vô lượng giáo pháp, bao gồm kế, kinh, ứng, tụng, ký, biệt, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, thí dụ, bổn sanh, bổn sự, hy pháp, phương quảng, luận nghị. Như vậy gọi là thuyết chánh giáo pháp. Chư Phật Thế Tôn và thánh đệ tử, tất cả bậc chánh sĩ đều cưỡi pháp đây mà được xuất ly, về sau lại bị người tuyên thuyết xưng khen cho nên nói đây là chánh pháp, vì tuyên thuyết đây gọi là chánh giáo pháp. Sao gọi là giáo pháp kiểu trụ? Tức là Đức Phật Thế Tôn đã thuyết chánh pháp, đã chuyển pháp luân cho đến thọ mạng kiểu trụ, sau khi Thế Tôn niết bàn trải qua thời gian ấy, chánh hạnh chưa hoại diệt, chánh pháp chưa ẩn mất, như vậy gọi là chánh pháp kiểu trụ. Kiểu trụ như vậy nên biết, tức là nói đến đạo lý thắng nghĩa, tác chứng chánh pháp. Sao gọi là pháp trụ tùy chuyển? Người đã chứng chánh pháp như vậy, có lực thấu biết, chúng sanh đều có khả năng chứng chánh pháp như thế. Đức như điều đã chứng mà tùy chuyển, tùy thuận dạy trào dạy dân, như vậy gọi là pháp trụ tùy chuyển. Sao gọi là được người khác thường xót? Người khác đây là thí chủ kia đối với hành giả khởi tâm thường quý, nên huệ thí vật dụng nuôi thân thuận theo pháp tịnh mạng, như là pháp huệ thí y phục thức ăn thức uống các thứ tọa cụ ngoạ cụ và thuốc trị bệnh, như vậy gọi là được người khác thương xót. C. Sao gọi là muốn thiện pháp? Như có người hoặc từ Phật hoặc từ đệ tử Phật được nghe chánh pháp phát khởi tâm tịnh tín, đã được tịnh tín phải học như vậy. Nếu ở trong cõi trần tục này, cuộc sống tại sao có nhiều phiền não nhiễu loạn, xuất ra thành nhàn giống như hư không, ta nay nên xả bỏ tất cả vợ con quyến thuộc tài sản trần bảo,
Người kia tránh giả pháp gia đình, hướng đến đời sống không gia đình, đã xuất gia rồi ở trong pháp thiện thuyết để lại ra tinh cần tu chánh hạnh, khiến được viên mãn. Ở trong thiện pháp sanh khởi muốn như vậy gọi là muốn thiện pháp. D. Sao gọi là chân chánh xuất gia? Tức do lực mãnh liệt của lòng ham muốn thắng thiện pháp. Bạch tứ yết mạ thọ cụ túc giới, hoặc thọ học sở học thi la của sa di, đây gọi là chánh xuất gia. E. Sao gọi là luật nghi giới? Người kia đã chân chánh xuất gia như vậy, an trụ giới cụ túc, phòng hộ bền vững luật nghi biệt giải thoát, sở hành quỹ tắc đều được viên mãn, thế sợ hãi lớn đối với tội rất nhỏ, thọ học tất cả sở hữu học xứ, đây gọi là luật nghi giới. F. Sao gọi là luật nghi căn? Tức là nương luật nghi giới đây, thủ hộ chánh niệm, tu niệm thường thuận theo, lấy niệm phòng hộ tâm, hành vị bình đẳng, mắt thấy sắc rồi không giữ lấy tướng, không giữ lấy tướng tùy hảo, sợ rằng nương sắc đây, nếu không tụ tập an trụ luật nghi phòng hộ căn mắt, khiến nơi tâm gì trải pháp ác bất thiện, thuộc sở hữu tham ưu, nên ở nơi kia phải tu hành luật nghi phòng hộ căn mắt. Như đây tức là nương nơi căn mắt tu hành luật nghi. Như đã thực hành ở nơi mắt thấy hết sắc thì thực hành ở nơi tai nghe tiếng, nơi mũi ngửi hương, nơi lưỡi nếm vị, nơi thần cảm xúc, nơi ý liễu pháp nên biết cục vận. Tức là không giữ lấy tướng, không giữ lấy tướng tùy hảo, sợ rằng nương nơi đây, nếu không tụ tập an trụ luật nghi phòng hộ căn tai cho đến căn ý, khiến nơi tâm gì trải pháp ác bất thiện, thuộc sở hữu tham ưu, nên ở nơi kia phải tu hành luật nghi phòng hộ căn tai cho đến căn ý. Như đây tức là nương nơi căn tai cho đến căn ý, tu hành luật nghi, đây gọi là luật nghi căn. G. Sao gọi là đối với việc ăn uống biết lượng? Người kia đã giữ gì các căn như vậy rồi, dùng tư duy chân chánh phân tích việc ăn uống vật thực, đó là không vì ca hát phóng túng, không vì kiêu ngạo phóng dật, không vì trang sức tướng đẹp, không vì đoan nghiêm, nhưng ăn uống vật thực đây vì an trụ thân, vì tạm giữ gìn các chi phần cơ thể, vì trừ đói khát, vì nhiếp phạm hạnh, vì đoạn trừ thọ cũ, vì khiến thọ mới không sanh khởi trở lại, vì phải nuôi dưỡng sức khỏe, vui vẻ không tội, an trụ yên ổn. Như vậy gọi là đối với việc ăn uống biết lượng. H. Sao gọi là đầu đêm cuối đêm thường xuyên tu tập tỉnh thức du già? Người kia đối với ăn đã biết lượng như vậy. Vào ban ngày ở nơi hai thứ oai nghi hoặc kinh hành, hoặc tĩnh tọa, từ pháp thuận trướng trong lòng tịnh tu. Vào phần đầu đêm ở nơi hai thứ oai nghi hoặc kinh hành, hoặc tịch tĩnh, hoặc tĩnh tọa, từ pháp thuận trướng trong lòng tịnh tu. Qua phần đầu đêm ra ngoài chú xứ rửa chân sạch sẽ, trở vào chú xứ nằm nghiêng hồng bên phải, chân chồng lên nhau, trụ tưởng quang minh, chánh niệm, chánh biết tư duy khỏi tưởng. Vào phần cuối đêm nhanh chóng tỉnh thức ở nơi hai thứ oai nghi hoặc kinh hành, hoặc tĩnh tọa, từ pháp thuận chứng trong lòng tịnh tu. Như vậy gọi là đầu đêm cuối đêm thường xuyên tu tập tỉnh thức du già. Y. Sao gọi là an trụ chánh biết? Người kia đã thường xuyên tu tập tỉnh thức du già như vậy, hoặc đến hoặc về an trụ chánh biết, hoặc thấy hoặc nhìn an trụ chánh biết, hoặc cò hoặc duỗi an trụ chánh biết, giữ y tăng giả lê và giữ y bát an trụ chánh biết, hoặc ăn hoặc uống, hoặc nhai hoặc nếm an trụ chánh biết, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm an trụ chánh biết, vào lúc tỉnh thức an trụ chánh biết, hoặc nói hoặc im an trụ chánh biết, vào lúc ngủ nghỉ giải lao an trụ chánh biết. Như vậy gọi là an trụ chánh biết. Duy. Sao gọi là vui viễn ly? Người kia đã khéo tu tập thiện pháp như vậy, tu sửa trị không điên đảo nghiệp địa đầu tiên rồi, xa lìa tất cả tham trước ngoạ cụ, thường ở nơi ả làm nhã, nhà trống, dưới gốc cây, trong hang núi, động đá, rừng cây, thảo nguyên, đồng không mông quạnh, chỗ nằm ngồi bên bờ vắng, đây gọi là vui viễn ly. K. Sao gọi là thành tịnh các cái? Người kia đã an trụ trốn ả làm nhã như vậy, hoặc dưới gốc cây, hoặc trong nhà trống, ở nơi nằm chủng cái, là tham dục sân khỏe, hôn trầm thụy miên, trạo cử ác tác, cùng với nghi cái tịnh tu trong tâm, tùy theo mỗi cái hiện hành mà tu tâm rồi, tâm xa lìa các cái, an trụ hiển thiện thắng tàm mà điện, như vậy gọi là thành tịnh các cái. Là sao gọi là nương tam ma địa? Người kia đã đoạn năm cái như vậy, bén năng xa lìa tùy phiền não của tâm, xa lìa các pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ tịnh lực đầy đủ an trụ, tâm tứ tịnh tịnh ở nơi nội tịnh, tâm tánh nhất hướng, không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc, đầy đủ an trụ đệ nhị tịnh lực, xa lìa hỷ tham, an trụ niệm xả, cùng với chánh biết thần lãnh thọ lạc. Chỗ mà bậc thánh nói là an trụ niệm xả đầy đủ an lạc như vậy, đầy đủ an trụ đệ tam tịnh lự, trước đoạn khổ rốt ráo đoạn lạc,
hỷ và ưu đồng diệt mất, không khổ không lạc, niệm thanh tịnh, xả thanh tịnh, đầy đủ an trụ đệ tứ tịnh lực, như vậy gọi là nương tam ma địa. Do người kia tuần tự dần dần tu hành các duyên như vậy, từ đầu tiên tự mình viên mãn cho đến sau cùng nương tam ma địa, về sau càng tu tập càng khiến chuyển thắng chuyển tăng chuyển thượng, như thế được tâm thanh tịnh sáng sạch, không các cấu uế lìa tùy phiền não chất trực, có khả năng khảo nghiệm an trụ vô động.